À, nói ra chơi ba hả? Để thế. Đi chơi nhá, đi chơi không? Các vị. Đi chơi ngoài vườn không? Đi à, đi ra thăm bạn dê đi. Dê đang ăn cỏ ngoài kia này, ra thăm bạn dê nhá. Hôm qua con mua về đã. Hôm qua con bảo ba đi, mua bạn dê về đã đi nhá. Đi không? Ăn gì đây? Đi. Này, bà ăn đi nào.
Okay. Hái quả cho dê à? Đây này, quả này dê nó không ăn được. Bé, bé, Kobi này, Kobi, con xem này, quả dê có ăn không? Quả này dê không ăn được. Cái quả này là quả dại này, dê nó không ăn được con nha. Thôi đây này, mình bây giờ mình đi, Kobi, này, đi hái quả cho dê nhá, đi với ba này. Rồi đi đây với ba, đi đây mình đi hái cỏ cho dê này Kobi. Đi đây với ba nào. À, đi đây. Để ba chỉ cho cái cỏ hái cho dê ăn này, đi đây này. Đi đây ba. Cái cỏ đằng kia mình mới hái cho dê ăn được kìa. Có bạn trâu kìa Kobi. Hello bạn Châu. Hello. Đã chơi với bạn Châu rồi con này. Kobi ở đây. Để chơi với bạn Châu. Cắt cỏ cho bạn Châu ăn nha. Chào bạn Châu. Để chơi với bạn Châu này. Kobi đi đây. Đi đây con. Lại đây ba chơi với bạn Châu này, Kobi đưa đây con, lại chơi với bạn Châu này, con lại chơi với bạn Châu. Kobi sợ à? Em sợ á? Đi đây này, và cắt cỏ cho bạn Châu ăn này. Thank you.
à. Cái chừng này đủ rồi nhỉ. Được chưa? Rồi, đi về nào. Đi. Đi Kobi.